Ủa lo chứ, chào các bạn ạ. Hôm nay là một ngày đẹp trời của mình. Ơi cô Tư ơi, cô Tư ơi. Ê, dạ dạ. Ê con quỷ mèo tính gì các bạn? Ủa cô bắt sầu riêng đi đâu vậy ạ? Mình có lên dí theo luôn không ta? Nhưng mà nếu như mình để cái hình dạng này mà dí theo con quỷ mèo đó là gọi giống như mình sẽ bị nó ăn thịt mất. Ê, đợi mình xíu mình vô quá trang rồi mình nhảy ra mình cứu ổng mới được. Đi nhảy vô cổng nó cứu ổng được, nhanh lên nhanh lên. Giờ đi thôi bạn ơi, vô cái cánh cổng đó mới được. 1, 2, 3, vào thôi nè. Chỗ nào đây? Còn sầu yên đâu rồi? Mình phải đi cứu ổng mới được. Trời quá trang vậy mà nghĩ sao con mèo nó nhận ra được mình. Cứ đi thử vô cái đường này coi coi. Sầu yên ơi, ơi đi đâu vậy? Nó kìa các bạn ơi. Xin chào ngài, tôi là một con mèo dễ thương. Tôi tới đây tôi kiếm ngài để tôi muốn hóa thành một con mèo ác độc như ngài á. Cái gì? Ngươi nói thiệt vậy sao? Thiệt mà. Tôi biết ngài là một con mèo cắt chiên chua ò vậy á. Nghe nó kinh dị mà mạnh hùng mạnh lắm. Nên tôi về đây để gọi là muốn ngài cho anh sư phụ tôi. Và tôi sẽ đi bắt người về cho ngài. Nếu ngươi muốn như vậy thì ta sẽ gọi là đạt ước nguyện của ngươi. Ê, được á, được á, được á. Nhưng mà bây giờ ngươi phải chứng minh cho ta biết ngươi là một con mèo cực kỳ ác. À, được, 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 tôi sẽ chứng minh cho em. Được rồi, đi theo ta. Con quỷ mèo này nó dẫn mình đi đâu vậy các bạn? Rồi, đi lại với ta. Ngươi có thể cánh cửa sắt ở bên cuối cùng không? Trong đó có một đứa trẻ. Thì bây giờ ngươi hãy sử dụng gọi là năng lực gọi là ác độc nhất của ngươi để cho ta thấy đi. Vậy hả? À, mình phải xử đứa trẻ đó. Ê, không lẽ có khi nào là sầu quý không các bạn? Mong là sầu quý. À, dạ được, dạ được. Giờ ngài cứ đứng đây đi để tôi đi xử thằng nhóc đó cho. Sầu quý ơi, ông có đứng đây không? Ê. Ông phải sầu yên rồi. Ý, bạn ơi bình tĩnh, mình là con người, mình là em bé giống bạn á. Bình tĩnh. Trời, con quỷ mèo đó bực mình nó thiệt chứ nó dám bắt toàn bộ con nít luôn kìa. Nhưng mà cũng có mấy người bạn của tôi đã ở đây nhưng mà bọn họ đều đã bị con mèo nó bắt hết rồi, tôi không có bị ăn thịt đâu. Ôi vậy bình tĩnh đi, để tôi cứu bạn nha. Bỏ cách này, để xíu nha, mẹ đứng yên trong đây nha. Mình cần kiếm cái gì đó để mình giả máu giống như mình đã giết thằng nhóc ra bạn ạ. Cậu bạn đó nhưng mà ra là chỉ giả bộ thôi. Trong đây có gì không? Ui, tướng cà, tướng ớt gì nè. Được, giờ mình sẽ sạch ra đây. Rồi bạn ơi, đi theo tôi nè. Coi chừng con mèo đó nó định vô trong đây nữa. Hình như nó đi rồi. Thôi ôi, bạn chạy thế được rồi á. Cảm ơn bạn nhiều, không có gì đâu. Giờ mình đồng mình sẽ tương cà vô cái vị trí trong khắp cái phòng này để cho giống như mình đã xử thằng nhóc đó mới được. Được rồi á, mình sạch khắp luôn rồi. Giờ đi, mong là cái con quái vật kia không biết hả bạn à. Rồi, đi ra thôi bạn ơi. Xong rồi tư, ngài nè, ngài nhìn đi. Ngài thấy tôi giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi trở thành đệ tử của ta. Để sau này ngươi đi bắt những đứa con nít. Dạ, tôi biết rồi, ôi đi. Thôi đi ra ngoài đó nào. Chỗ nào đi trời, sao xương này mà năng lực của ông là gì á? Ai, năng lực của ta chính là dịch chuyển không gian. Ta có thể đi từ thế giới này đến thế giới khác. Dữ thiệt kìa, ghê quá bạn ơi. Ngươi có biết ngươi đang ở đâu luôn không ạ? Dạ này nó ở đâu vậy? Đây chính là thế giới của Freddy. Và ta đang ở đây với người đó. Cái gì? Thế giới của... phải là Freddy hả? Ủa nhưng mà tại sao ngài lại ở trong thế giới này vậy? Tại vì nơi này là nơi những đứa con nít thường xuyên đi đến. Và bọn chúng sẽ ăn pizza nên ta ghé đây ta sẽ bắt những đứa con nít đó mà. Trời ơi, con quỷ mèo này thì ra nó chiếm cái khu vực này á. Thì ra nãy giờ thấy nó quen. Ok, giờ mình phải hỏi hắn và tung tích của sầu riêng mới được. Ngày giờ thường ngày thường ăn cái gì vậy? Giờ này tôi đói bụng quá, ngày có gì cho tôi ăn không? Thường thì ta sẽ bắt những đứa con nít về và ta sẽ ăn được tụi nó. Nhưng mà ngày hôm nay ta đã có một thằng nhóc rất là ngon đó. Vậy á? À nhưng mà lần này thì ta không thể cho ngươi ăn đâu. Tại vì chỉ có một mình thằng nhóc đó thôi. Ta phải ăn cho một mình ta có năng lực nữa. Nói là tới sầu riêng hay sao á các bạn? Vậy anh, nhưng mà giờ tôi đói bụng quá à. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi ăn cái khác. Được rồi, đi theo ta. Đây là phòng lạnh, nơi này chứa rất là nhiều thứ cho người đó. Không biết hắn ta có chứa cái thịt gì kinh dị trong cái này không nữa, trời ơi, không dám nghĩ luôn á. Ồ, đây rồi, được rồi. Bây giờ ta có nhiều món cho người này nè, gan ngỗng nè, đây là tim vịt, gọi là... Gớm quá vậy, ơi. Não của gà nè, ốc heo nè. Trời ơi, nghe ghê quá bạn ơi. Thường là những con mèo cực kỳ thích ăn món này mà. Dạ, đã từng ăn. Trời ơi. Ghê quá bạn ơi. Nhìn mấy món này kinh dị quá à.
mình thấy nó gớm lắm á. Bộ người không thích lắm hả? À, dạ để tần ăn cho, để tần ăn cho ăn giả bộ ăn để bà ơi, chứ không là nó mình nó ăn thích bình luôn á. Ôm ngon 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 ngon. Mình sẽ đi cứu sầu riêng thôi, nhanh lên. Ông ở đâu vậy ta, sầu em ơi, ông đâu rồi? Trời đất ơi, cứu tôi với, cứu tôi với, đã hình tôi nè. Nghe tiếng của sầu riêng rồi các bạn ơi. Vậy chỗ nào vậy? Hình như là ở ngoài đây á. Ê trời, ủa, sao chỗ này tự nhiên nó hóa thành trời tối mà tới thui vậy? Cứu tôi. Sầu riêng ở đâu vậy? Ở như trước mặt kìa, thấy ổng rồi. Thấy ổng kìa, sầu riêng đúng không, sầu riêng, ai lo, trời. Nghe tôi bên đây nè. À, thấy ông rồi, thấy ông rồi. Thấy chỗ cái sầu riêng rồi, chinh lên. Ôi, người đi đâu vậy? Này. Ê, nó đâu vậy? Người định làm cái gì vậy? Con quỷ mẹ mày, làm sao nó ở đây được vậy? Mình nhớ đây đâu thấy nó đâu. Tôi định đi nghe tiếng thằng nhóc đó, tôi định bắt nó làm đồ ăn cho ngài ăn á. Vậy ngươi định làm cái gì cho ta ăn? Làm món à? Thịt nướng hay là cái gì đó cho ngài ăn no bụng luôn. Ồ, vậy hả? Vậy còn thằng nhóc kia thì sao? Thằng nhóc nào thưa ngài? Thằng nhóc mà ngươi đã thả ra đây đó. Nó đã bỏ chạy đó. À, tôi đâu có thả thằng nhóc đâu, nào đâu ngài nghe nhầm rồi á. Lùi lại các bạn ơi. Có phải là ta nghe nhầm vậy không ta? Hay là do ngươi ta thả nó ra và ngươi đã chuẩn bị cứu thằng nhóc bạn của ngươi để ngươi đi về? À, đâu phải đâu, ngài ơi, bình tĩnh đi. Ủa, ta nói có gì sai hả? Sao mày không ăn đòi chết rồi mày bị phá hủy rồi? Ôi mày lại đổi bạn đổi bạn. Ôi không chết rồi, đây là cái thế giới của nó. Trời ơi là trời, đứng lại cho ta, đứng lại cho ta. Nhanh lên, mình phải kiếm cái nào nó trốn mới được. Phá hủy ơi, chạy nhanh lên. Người đi đâu vậy? Trời ơi, nó đi dí theo phía sau mình kìa các bạn ơi. Bây giờ ta sẽ bắt được ngươi. Có cái đầu lâu nè, có đầu lâu nè. Đây, đổi đầu. Đứng được không? Ôi đâu rồi? Bởi thầy nói thầy mà ta, tại sao lại trốn lẹ như vậy? Mình là bộ xương, đứng yên đi, đứng yên đi. Sao ngươi có thể trốn lẹ như vậy vậy ta? Thôi, đi thôi. Trời ơi, hên quá. Kiếm cách thoát ra khỏi chỗ này được, ý quên. Cứu sầu y nữa. Mong là không bị hết, nó không có ở đây. Mong là người đâu rồi? Ủa, mấy cái bộ đầu lâu kìa ơi, nằm ở đâu ra mà xuất hiện ở đây vậy ta? Đứng yên đi. Bây giờ ta mà gặp người ta sẽ ăn hết người. Đi tiếp. Có nhà kho nào ở đây không? Ờ, chỗ nào đây? Đứng yên rồi, lão quỷ này làm mình giật hết cái mình ta. Không phải cái này rồi. Tôi là đóng cửa lại, Ê, hình như đẩy được cái nhà kho. Ờ, không có. Lục các bạn ơi. Có cái gì không vậy, bắp rang không vậy trời? Một cái đèn pin. Được. À, cái gì ta? Còn gì nữa không? Ê, ủa, gì đây? Ồ, đây là những quả bom. À, quả bom bằng đá thì chỉ cần đặt vô nó nổ nè. À, thì ra quỷ mèo nãy nó cho mình bằng cái này. Mày sẽ em thấy nổ chết do nó luôn á. Đây rồi, một cái cúp. Giờ là mình sẽ dùng cái này. Cho coi đi. Đừng đi. Lại để một cái đầu lâu nữa sao? Vừa quay qua là thấy nó rồi. Đầu lâu ở đâu mà xuất hiện nhiều quá vậy? Trời ơi, hình như nó xuất hiện kế bên mình luôn vậy. Thì chắc không phải rồi. Thôi thì chừng rồi. Chạy nhanh bạn ơi. Đi cứu Sweep, mở đèn pin lên. Trời ơi, con quỷ đó nãy nó dám làm nổ mình ngay chỗ này. Giờ mình sẽ rồi bảy con mèo đó cho nó té xuống dưới mới được. Té xuống dưới nước á để cho nó khỏi bơi, nó có mất thời gian nó bơi lên đó bạn à. Để mình xem coi có cái đường nào phù hợp không. Chỗ này nước nó hơi thấp à. Bên kia nước bên cầu này nó cao hơn nè. Mình sẽ gài bên đó đi. Ngay chính con đường này đi. Đập ra bạn ơi. Con mèo này lần này nó sẽ nổi chết chắc với mình rồi. Để nó dám gài bên mình á. Giờ mình gài lại nè coi nó thoát được hay không. Ok. Rồi, một quả đây. Rồi. Không luôn, chị qua cứu sầu riêng thôi, ơi. Ê sầu riêng ơi, tôi cứu tới, cứu ông này sầu riêng. Ê, tôi là chị nè. Chị ơi, tự nhiên
Hình như dạ, thế giới này nó bị sao mà tôi cảm thấy tôi mệt quá. Ông lẽ đang hút linh hồn ông, anh nó đang làm ông mất sức hay gì vậy? Đúng rồi, để ông leo lên đầu mình đi. Đi tối bạn ơi, mình sẽ cõng ông đi giả bạn ha. Nhìn lên, thôi chừng có mèo kia thấy đi. Đi đâu? Dám đem theo đồ của ta vậy? Nó thấy mình rồi. Ê, nó làm gì vậy? Nó đem hút mình vô kìa. Nhìn lên, theo kế hoạch. Thằng này ta sẽ cho ngươi nọ, thằng này cho ngươi chết nè. Không quỷ mèo. Hắn té xuống đất rồi. Hơi quá. Nó nổ là mình văng lên. Chạy về thôi. Nhìn lên bạn ơi. Quay lại cái cổng. Dịch chuyển nó bây giờ. Hình như mình nhớ nó vẫn nằm ở đâu ngoài kia đó à. Cổng kia bạn ơi. Là mình sẽ đưa xong quý về lại lại cho tôi. Ta sẽ bảo thù người. Tao biết cứ lại. Ta sẽ bắt người. Và tao sẽ ăn thịt của người. Nó đem ra tới kìa. Thôi Về thôi. Mình cứu được xong quý rồi. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook thì nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó. Và bạn hãy vào link vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới.